Xin mến chào cô chú anh chị em. Ngày hôm nay là ngày 21 tháng 1, em có lên được một số những mặt hàng phô mai. Em vẫn tiếp tục bán những mặt hàng phô mai vàng bông sa đại nha mọi người. Em gửi đến lời cảm ơn cô chú anh chị em đã ủng hộ em cái clip ngày hôm qua. Đầu tiên là ngày hôm nay em bắt đầu vô một phô mai vàng, hàng rất là bự nha mọi người. Tuy hoành nhỏ nhưng mà cây nát cây và bự lắm. Tả về cây mai này, nó là một cái cây mai dạng như hình thú nha mọi người. Dạng như hình thú, nó bự quá, xoay hơi khó. Cây số 1, một cây mai dạng như thú, có cành đuôi này kia đầy đủ, nồi đế khủng nha mọi người, nồi đế của nó rất là khủng luôn. Cái này cái xù nó, em bước vô đo thông số thôi mọi người, tại vì nó có một cái cọng rễ nè, rễ chịu ở đây thì em đo nó cũng hơi khó nè. À đâu đo được, em móc ở đây. Đây em đo vị trí hoành heo nha mọi người, vị trí hoành heo em đo của nó là được 35 ly. Đó, còn em đo chỗ này nè, em đo chỗ này của nó là được 29 nha mọi người. Chiều cao của cây mai này nó được 72. Cái đường kính bầu em đo của nó là được 55, 54, 53. Em xin lỗi. Đây, cây mai này em tả mọi người, nó là một cái cây mai vàng sầu nha mọi người. Đế vàng đế cũ mà đế nôm. Em sẽ đo từ trên cái lưng nè, lưng từ lưng xuống tới dưới mặt bầu là được 3 tấc. Đó, tổng cái cũ nữa, cái này vừa cũ và vừa nội đế luôn nè, là được 94 nha mọi người. 94. Tả về cây mai này thì em nói của chú anh chị em luôn, cây mai này là một cái cây mai vàng, họ trồng từ nhỏ, chủ vườn trồng từ nhỏ và họ chủ vườn có chỉnh sửa. Chẳng hạn đây là một cái đuôi nè, cành một nè, cành hai có cái này hơi bé, em vẫn chừa cho mọi người luôn nha. Một thân một cốt đó, cái lưng của nó nằm dài nó. Cái mặt này thì em nói của chú anh chị em nghe, nội đế của nó rất là khủng luôn. Em đang đứng cái bên nè, những mặt hàng này thì hoành không nói lên được tất cả, nó chỉ là những cái cây mai mai vàng bonsai đại vô một cái chậu này nhức nách luôn nha mọi người. Cái mặt đó là mặt tiền của nó nha mọi người. Vàng đế của nó bên này thì nó thiếu chỗ này nè, tại vì rễ nhỏ nó thiếu thiếu chỗ này thôi, tại vì cây này nó cắm đây nhưng mà nó cắm gần trước đó. Quay gần lại đi chồng cho mọi người coi điểm xù. Đây mọi người nhìn thấy nè, nó xù hết cái phần này nha mọi người. Xù mà nhìn ở ngoài nó sẽ có độ gồ ghề lên trên nha, còn cái lưng đó quay trên này xuống cái chồng. Nào mọi người nhìn thấy cái lưng nó, cái bản lưng của nó rất là bự nha mọi người, chứng tỏ cây mai này không nhỏ nha, không nhỏ. Đó, đồ đế nhìn ở ngoài rất là khéo. Cái cốt cành mà cốt cành đuôi của nó nè, em để cổ tay em vô thì mọi người cũng thấy ngang ngửa nè mọi người, cũng ngang ngửa nha. Cái độc chủ của nó em đo thì còn dữ lắm rồi, còn khoảng chừng 10 phân thôi. Đó, còn đế của nó thì cọng nào cũng nó rất là bự, chỉ có một số cọng hơi nhỏ nè, một số thôi nghe mọi người. Bông của nó thì từ 7 cánh lên tới 12 cánh. Một cây mai vàng bonsai đại thì em cũng nói cô chú chị em, cây mai này em xin bản phép giao lưu, giá của chú chị em là 13.500.000, em bao ship toàn quốc Việt Nam. Rồi giờ bước qua cây số 2. Dạ rồi, bước vô clip ngày hôm nay là một cây mai vàng cũng dạng như dáng thú mà nó hơi đổ đổ nha mọi người, nó có một cái cành đổ xuống dưới. Cây số 2 của ngày hôm nay đó, một cây mai vàng. Tại cái bàn xoay của em ngày hôm nay nó cũng bị trục chặt mọi người, bây giờ quay nó cũng hơi khó đó. Cây mai sầu nha mọi người, cây mai sầu đường thân của nó rất là khéo nha mọi người. Có cái mặt đế bên này nè mọi người nhìn thấy nè, tại vì sao có những cái cục đất nằm trong này mọi người nhìn thấy sợ nó bị lủng, nhưng mà mặt đế bên này nó không lủng nha mọi người, không có lủng, nhìn ở ngoài nó sẽ khác nha. Cây số 2, một cái mai sầu cốt cành đóng rất là quái luôn. Em bước vô đo thông số rồi mọi người, hoặc heo em sẽ đo đây, nó có một heo nha mọi người, một heo hoặc em đo vị trí này của nó là được 27. Nó có cái độc chủ đây thì em đo cái chiều cao nó nằm ở đây. Chiều cao ở đây em đo của nó là được 54. Cái đường kính bầu em đo của nó là được 53. Vàng đế nè, em đo từ cái lưng nè, từ cái lưng nó nằm đây xuống tới cái này vẫn là 3 tấc. Những cái cây mai này nồi đế khủng lắm mọi người, nồi đế của nó khủng lắm. Tổng cái nồi đế của nó là được 1m1. Còn em đo cái củ lửng nằm trên này nè, củ lửng thì nằm trên này cho mọi người ha. Tí nữa là anh gian rồi, nhém nữa. Đây, đo cụ lửng nằm đây là được 70 nha mọi người, 70. Thì cây mai này em tả cho mọi người, vàng đế của nó rất là khéo nha mọi người, sắp đế từ nhỏ, cốt cành đuôi của nó nè rất là bự nha. Dạ rồi, giờ em sẽ bước qua em làm cho mọi người một cái bản demo nha, demo theo cái phôi hiện tại thôi, tại vì sao cái phôi em cắt hơi dài để về nhà mọi người chỉnh sửa lại ha. Chẳng hạn như cái này, mọi người có thể lợp một cái cành ở đây nè, nó một cành ở đây nè. Cốt cành đợt theo nè, cốt cành, đây mình đổ dưới, quay xa ra cái chồng.
camera đừng nhúc nhích nha. Đây nè, mình đổ dưới nè, một cạnh nè, một cạnh ở trên này mình có thể mình dọc cùng qua chút xíu nữa. Người ta này muốn cho nó không bàn dạng là đổ nha mọi người, đổ là hình tam giác nha, đổ là hình tam giác. Rồi em xoay vòng tròn lại cái, em xoay vòng tròn lại cái, đứng ở đây anh, đứng ở đây em đang quay clip. Đó, cây nhìn ở ngoài rất là khéo nha, đỉnh luôn mọi người. Những mặt hàng này hoành không lớn nhưng mà nồi đế của nó rất là dữ nha, nồi đế của nó rất là dữ. Này này mình vô thế đổ cũng được, dạng như mình vô thế dán huyền cũng được nha. Em vẫn bao bông cho mọi người từ 7 cánh lên tới 12 cánh. Cây số 2 em xin mạn phép cho luôn, giá của chú chị em là 14 triệu, em bao ship toàn quốc Việt Nam. Giờ bước qua cây số 3. Dạ rồi, bước vô clip ngày hôm nay, cây mai vàng cây số 3, một cây mai vàng dáng thú. Hàng này nằm mình của nó nằm dài lắm nha mọi người, nồi đế của nó rất là khủng luôn. Trước giờ thì mọi người cũng biết đến mai vàng miền Nam bên em thì ít nhập những lô mai thú lắm, nhưng trong cái lô mai này nó có một con thú nha mọi người, có một con thú nồi đế chuẩn lắm nha. Tại những cái cây mai này nhìn ở ngoài thế vậy nó rất là bự, bởi vì em xoay cái bầu nó hơi nặng nha mọi người, em xoay cái bầu nó hơi nặng. Đây là cái mặt của nó bên sông, bên hông bên này, em thấy mặt nào cũng đẹp hết nha mọi người, mặt nào cũng đẹp hết đó, cả cây trước đo hoành sau nha. Rồi quay lại cái mặt lưng đây cho mọi người cùng xem phải không? Quay gần nè, mọi người nhìn thấy không? Nguyên cái mặt lưng của nó, cọng rễ của nó tròn quay luôn, nó cọng rất là bự nha mọi người, cọng rất là bự luôn. Đó, em quay lại cái mặt chính nha mọi người. Quá bự, bây giờ em quay thì nó cũng hơi khó nha mọi người. Em bước vô đo thông số. Chủ vườn làm cây rất là khéo, chủ vườn này cũng có tên tuổi ở bên Sa Đéc Đồng Tháp nha mọi người, Sa Đéc bên Đồng Tháp. Hoành eo, em đo vị trí hoành eo nhỏ nhất của nó là được 35 nha mọi người, nhỏ nhất của nó là được 35. Cái chiều cao em đo của nó là được 51. Nó có một cái dàn đế cũ, nguyên cái cũ nằm sau đây nè. Đó, cọng rễ này em không tính nha. Rồi, vô cọng rễ này ra luôn. Chỗ này em đo của nó là được 98 nha mọi người, 98. Cái dàn đế của nó là nó ăn từ đây xuống tới dưới này thì nó sâu được khoảng chừng, nó nằm bò được khoảng chừng xéo đi, tính xéo về nó được khoảng chừng 35. Còn cái mình của nó từ bên này qua tới cái mặt mông bên này là lên tới 6 tấc. Cái đường kính đầu em đo của nó là được coi như là được 67 nha mọi người, 67. Cây mai hình thú đọt giót đọt nha, bông me bao bông cho mọi người luôn. Cây mai này vẫn là một cái cây mai sù, nếu mà tương lai thì độ sù nó, cây mai này dạng nó mới được 12 năm tuổi thôi, dạng giờ mình cắt phôi nó hồi sức lại nó sẽ lên sù rất là nhiều nha mọi người. Đó, em quay tổng thể lại cái nha, rồi em sẽ báo giá cho mọi người. Con thú này, đó, thú này nuôi đúng là đẹp luôn nha mọi người. Rồi, đây nó có một cái điểm lỗi mà em quên nói mọi người luôn. Em quên nói mọi người, cái này chắc nó cũng bị lâu, nhưng mà em thấy nó còn xanh em để nguyên. Đây, quay gần lại đi chồng. Cái vai đế này thì nó đã đẹp rồi nha mọi người, nhưng mà có một cái cọng rễ này nó bị tát ra, em quên xử lý. Nếu cắt ra thì vai đế trong vẫn còn nha. Đây có rễ, đây cũng có rễ nè. Đó, cái vai đế của nó bị tát ra thời gian nha mọi người. Rồi, cây số 3, một con cây mai vàng hình thú, em xin mạn phép giao lưu, giá của chú chị em là 14.500, em bao ship toàn quốc Việt Nam. Giờ bước qua cây số 4. Dạ rồi, bước vô clip ngày hôm nay, cây mai vàng cây số 4, cây mai vàng hình thú chân cao nè mọi người. Nó không phải là thú rõ nét nhưng mà nó là thế của nó dạng như là một con thú, mọi người nhìn cứ tương tự nó dạng như là một con gì đó, nhìn cũng rất là có duyên nha mọi người. Sắc của cây mai này nhìn ở ngoài rất là bự luôn, cái vài đế của nó nở ra dách chữ A, bởi vậy mình nhìn ra cây á, nhìn nó năng cây lắm, cút cành quá lực. Cây số 4, em bước vô đo thông số cho mọi người cùng xem. Hoành em sẽ đo vị trí hoành eo. Những mặt hàng này em bao bông cho mọi người từ 7 cánh lên tới 12 cánh. Em tả cây thì mọi người cứ yên tâm, hoành cây mai này chỉ có 26, thiếu chút xíu nha mọi người. Còn đo cái phần mà phần mông của nó, phải phần mông mà dạng như cái phần cũ của nó đi. Cũ nó em đo ngang ở đây là được 46 5 ly. Em đo cái phần cũ lửng nè. Cụ lửng nó nằm đây đi, là nó được 70. Tổng cái nồi đế em đo của nó là được 1m34. Đó, tả về cây mai thì em nói cô chú chị em nha, cây mai vàng hình thú em đo lưng cao thì nó sổ từ đây xuống tới đây cũng phải từ 3 tấc đều nhau, cây nào cũng vậy chân à. Cốt cành nó có một cái cành một, quay gần lại đi chồng, quay gần lại đi. Đây cái cành một của nó đây mọi người, rất là lực nha mọi người. Cái này em cắt vẫn còn dài, khi mà mọi người về nuôi mọi người có thể tém gọn lại chút xíu, sát đây cũng được, mình nuôi cái nhịp nó ra đẹp hơn nha. Còn đọt chủ của nó bằng ngón tay cái, lớn hơn ngón tay cái em chút xíu. Nó cành hai ở trên nó vẫn có một cành lớn và một cành nhỏ, em vẫn chừa cho mọi người luôn. Đây em đo cái mình dài của nó đi,
em đo cái mình này cho mọi người biết nó dài như thế nào nha. Cái mình em đo từ hết cái phần mông qua tới phần này nó được 3 tấc 3 nha mọi người, 3 tấc 3. Nó cộng đế nào cũng nó rất bự. Đây em ôm cho mọi người cùng xem nè, nó khéo lắm nha. Cái dàn cây mai này thì em cũng nói cô chú anh chị em, đa số nó xù hết nha mọi người, đa số nó xù hết. Đây là cái mặt đế mặt hậu bên này của nó, mặt hậu mặt tiền thì mọi người về nhà định xem đúng cái sở thích của mình, đúng cái mặt nào mình thích thì mình có thể mình lên chậu mình đánh giá nó sau ha. Đây từ đây nè mọi người nhìn thấy sổn đây là cả 3 tấc hơn rồi. Thì những cái cây mai vàng thì em nói cô chú anh chị em, những cây mai vàng mình đi khai thác tự nhiên không có bao giờ có, cho dù có những cái cây mai nồi đế cỡ gì cũng không có mua được cái giá mềm như bên em. Bên em chẳng hạn như mặt hàng này, cái thú này em xin mạn phép cho luôn, giá của chú anh chị em là 13 triệu em bao ship toàn quốc Việt Nam. Sẽ có những cái cây mai nuôi đế từ nhỏ thì chỉ có những cái mặt hàng này, còn những mặt hàng tự nhiên thì giá thành cũng rất là cao nha mọi người. Tại vì tuổi đời của những cái mặt hàng này em mua lô, em mua theo số lượng, bây giờ em căng giá ra em bán nha. Đó, rất là đẹp nha. Rồi cây số 4 em đã báo giá trên, số điện thoại em 0912256200. Hy vọng sẽ được cô chú chị em ủng hộ em clip này. Em gửi đến lời cảm ơn cô chú chị đã ủng hộ em clip ngày hôm nay. Kính chúc cô chú chị nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Cô chú chị đi ngang thấy clip bên em hay, cô chú chị em cho em một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho Mai Vàng Việt Nam bên em. Em xin mến chào cô chú anh chị.